Lời đầu tiên xin cho phép nhóm NTH9S đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đường Hiền gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với liên hoan chú bé con lần thứ 21, nhóm NTH9X xin gửi đến chương trình với chủ đề Trái tim thành phố trẻ, gồm 5 ca khúc: 1. Top ca Một ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Anh và Hùng Lân. 2. Đơn ca Về nghe gió kể, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh Minh. 3. Top ca Một thời tuổi hoa, sáng tác nhạc sĩ Đậu Kinh Luân. 4. Song ca Thôi đừng, sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. 5. Top ca Trái tim tôi hát, sáng tác nhạc sĩ Trường Huy. Và sau đây, chương trình dự thi của nhóm NTH9X được phép bắt đầu. La 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 la
ngọn núi trên cao, gọi gió xuân sao, hình thang đại ngàn. Theo ngọn gió đi hoài, về với buôn mê, núi đồi cà phê xanh ngút ngàn. Em gái cao nguyên, đội nắng trên vai, đôi mắt sáng sáng hơn sao trời. Dù bao gian khổ lắm miệng vẫn tươi cười. Ta về nghe gió ca bên ta, thương về nơi ấy. Mãi này rời xa em có quên ta, xin gửi chút nắng cho ta lại về.
Thank you.
bước sông về nam dưới xa, dù biển đông như bắc hàng mông, vẫn có thể đến công trình mới, nghe sông rực rỡ giữa trời đêm. Quý vị đã biết.